hài lòng với đội ngũ của DK, tất cả bạn nhân viên rất là chuyên nghiệp và hướng dẫn mình rất là nhiệt tình. Hiện tại thì là màu môi này vẫn là màu môi của 2 năm trước đây ạ, vẫn rất là đẹp. Còn lông mày thì vẫn là dáng cũ, không bị thay đổi màu, vẫn rất là đẹp. Có điều rằng là vì là muốn trải nghiệm công nghệ mới và muốn là làm được đẹp hơn nên là quay lại để làm thôi. Còn thực tế thì là cái dáng lông mày cũ của mình và cái màu cũ mình rất là ưng ý. Hiện tại môi thì là vẫn chưa tặng lại, môi là sau 2 năm đây vẫn là màu như này. Từ ngũ của DK thì rất là nhiệt tình, rất là chu đáo nên là rất là hài lòng, và xin chúc DK sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, ngày càng có nhiều khách hàng hơn nữa. Dạ vâng.